Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình nè. Mình đây từ từ đường phố đây cho mọi người nha. Xin anh em một game tạo trò chiến nha, là mình đây từ từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video thì cho anh em xem video vẻ của like share theo kênh có phải mình xin rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay đang trong chuỗi sự kiện anh em. Và tôi thì chẳng biết làm gì vì tài nguyên các thứ đi nghịch hết rồi anh em. Đấy. Nhưng mà hôm bữa tôi phát hiện ra quả nhảy server mới khá là vui. Và đặc biệt hôm nay đang có một quả quà rất là ngon anh em, các bạn biết rồi. Đó chính là quà Live Fanbase 250k. Và chuẩn bị sắp tới chúng ta đã hốt được đủ 5 mét quà anh em nha. Đây này. Đây anh em, đây tổng số lượt khiêu chiến chúng ta đã được 5 mét rồi anh em. Đó chuẩn bị vớt hốt quà này nữa. Đấy, quà này hình như sau bài ngày 31 anh em. Đó sẽ rơi vào mùng 2, có thể là lan đến mùng 3, mùng 4. Và có rất là lan sẽ đến tận mùng 5 năm em phát quà này về chúng ta. Nhưng nói chung là nó chuẩn bị về rồi anh em. Rất là ngon lành luôn. Và cũng như tôi đã nói rồi anh em, thì đây là một cơ hội tốt để nhảy server mới anh em. Và đang trong khi sự kiện sắp kết thúc và họ cũng chờ sự kiện mới không biết làm gì, thì tôi sẽ nhảy tạo một con clone trước để chuẩn bị nhận quà về. Và biết đâu nhân phẩm tới thì tôi sẽ lại làm cái series nho nhỏ ở bên server mới thì sao anh em. Chúng ta sẽ nhảy server mới, nhập code và hốt quà, sau đó thì quẩy nha anh em nhá. Ok. Ok, sao anh em, tôi vừa cày cưa một trận đầu thì tôi phát hiện ra là bữa nay anh em phải lên level 15 nha. Sau khi lên level 15 thì các bạn thoát ra vào lại thì anh em có tính năng nhập cốt. Đó, không nhiều bạn bị nối bị nát không có đâu anh em. Các bạn lên level 15 và thoát ra đang nhập lại thì anh em mới có phần nhập cốt này. Tôi nhập hết cốt anh em, thì cốt chẳng có cốt mới đâu. Đây nó thẳng không có cốt mới đâu anh em, có mỗi cốt này, cốt đặc biệt nên tôi nhập thôi. Rồi cái cốt còn lại tôi nhập hết rồi. Nếu mất thời gian các bạn, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem nào. Đầu tiên phải điểm qua quà đây anh em. Ui, cái quà chống dịch của Blammy đến giờ hắn còn luôn các bạn này. Ngon thật sự anh em. Trời, cái quà này còn là ngon rồi. Một quả này. Trời ơi. Mừng phiên bản mới của A, ưu đãi máy chủ mới, ưu đãi máy chủ mới cũng ngon các bạn. Rồi group hành viên 250k. Ui, thề cái quà sự kiện này ngon nhờ. Để nhận nhanh coi nào. Mới xương xương thôi nào. 101 thùng bia các bạn. Trời ơi. Căng đét đẹp anh em. Ok, tôi sẽ ngồi thử đếm xem rốt cuộc tôi xem được bao nhiêu thùng bia anh em nhé. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ đi mua lấy 50 thùng bia anh em. Rồi sau đó nhận quà tiêu phí anh em, nhận thêm 7 thùng bia nữa. Và lễ hội hải tạc tặng bên này phát anh em có cơ hội nhận ngay được 30 thùng bia này. Ui dồi, 30 thùng bia ngon ngào anh em, ngon lành. Rồi rồi mới tả tưa phát anh em nha. 190 thùng bia. Giờ bắt đầu từ đây tôi sẽ đếm anh em là trên chúng ta được bao nhiêu thùng bia trong video ngày hôm nay nha anh em nha. Hiện đi săn xem là ra được bao nhiêu tướng SMS luôn anh em. Tôi thì sẽ tập trung đi săn đánh đột Flamingo luôn các bạn. Bỏ A luôn qua bên anh em. Trời ơi, mới phát một gia luật luôn ạ. Bữa nay như qua xem mới rút dế nóng tướng hơn, quên rút tướng nóng dế hơn thì phải anh em. Trước tôi rút lần rồi không thấy thế anh em ạ. Ui, nãy nhảy qua đây quậy chơi mà nó cũng lại thấy vậy rồi anh em. Ok, đấy 190 thùng bia rồi anh em nhá. Khởi đầu 190 thùng bia. Đấy, thì các bạn đếm của tôi không tí em bảo tôi đếm sai để xem này tôi kiếm được bao nhiêu thùng bia anh em. Đùa thế, làm quả clip kiếm 600 thùng bia. Ơ trời ơi, thế thì một chó mới lấy anh em.
gọi là phê chữ E kiểu dài luôn các bạn. Mở thêm túi đập cốc bia. Đó, mở thêm túi đập cốc bia các kiểu anh em. Nhận nào. Tứ hoàng xanh nữa về độ anh em. Ở đây lại cho đổi thế này. Ô nó bị nát một lúc thôi các bạn, nó bị nát một lúc thôi xong lại cho đổi. À không phải, nó hết ốc sên các bạn ạ, nó đổi bằng ốc sên. Tôi không để anh em. Rồi rồi rồi. Cái nói cho tôi nó đổi bằng ốc sên các bạn. Thảo nào nó đổi bằng ốc sên, thảo này tôi thấy đây ở mấy gắn con dùng cái này rất là nhiều. Rồi rồi, hiểu rồi, đổi bằng ốc sên các bạn ạ. Thảo nào tôi không đi, sorry anh em nha. Đó, thông tin mấy bạn nói tôi giảm đỉ các bạn. Trời trời mãi sự kiện giảm đỉ các bạn ạ. Hàm quá mà cứ mãi quấn quá, cứ tập trung của anh em để bảo sao cũng đổi được. Lý do là nó đổi bằng ốc sên, trời đến giờ tôi mới phát hiện ra. Mấy ông mà xem clip tôi giờ nói tôi quá trời cho ông xem, bởi vì sáng quay tôi quay clip tôi đổ không được, tôi cũng kêu quá trời luôn, tôi bảo sao máy không đổ được. Thì có mấy ông bảo ui trời ông này không biết chơi sao, quẩy sự kiện thế nào ấy. Ngồi nó lại cứ bảo nó đổ không được trong khi có thùng ấy đâu, kiểu vậy anh em. Kiểu mộ nào. Trời hết tầm anh em, ra phanh kỳ ạ, chán thế nhờ. Ôi Marco ngon. Vơ vét phát cuối được hai cháu anh em, vớt được cháu Marco cũng được các bạn.
Đây hắn ăn mốc tiếp 50 thùng, ngon. Có thêm được 10 thùng nữa các bạn, thấy không? Vết càn quét tới cơ độ đấy. Đó, thêm 10 thùng nữa. Rồi, xem nào, được bao nhiêu thùng bia anh em. Đây chưa đập hết đâu anh em nha, chưa gọi là chơi chưa gọi là hết tầm đâu, đây gọi là chơi xương đấy các bạn. Siêu màu đặc biệt đấy. Còn thiếu 60 thùng nữa anh em, vậy là được 540 thùng bia anh em. Đó, mới quẩy tí là xem vào mới thôi anh em, 540 thùng bia các bạn thấy sao? Được qua cửa hàng kẹo Sola đây anh em, được thêm 4 cái nữa. Đấy, túi mở lên 150 rồi anh em, thêm 4 cái nữa 190 rồi. Đó, anh em thấy đỉnh chưa? À, chưa kể form food nha, giờ mở này. 4 cháo nữa, cà rốt, Usopp, hơi đen, Sapo, Sapo được này. A này, ôi 3 ơi rồi, 9 sao rồi, Roro, Luffy, Corodai, Corodai. Thêm được A nữa anh em, thêm được 3 A đủ lên 9 sao, à quên, lên 9 sao các bạn. Xanh thì đủ lên đấy luôn các bạn. Cái quang xanh thì đủ lên E5 luôn. Ngon. Trời ơi, đây mới nhảy, đây là mới, ôi quên đây là đây nữa các bạn. Từ từ cứ bình tĩnh các bạn. Trời ơi, quên, nãy giờ quên các bạn. 30 thùng. Trời ơi. 10 thùng. Sao mà nó có thể đỉnh như vậy được nhờ. Tôi nói thật các bạn, sao mà nó có thể đỉnh như vậy được nhờ. 40 thùng nữa anh em. Tôi cho kiếm đủ 600 thùng thì thôi các bạn. Quyết tâm kiếm 600 thùng bia. Làm theo làm tôi phải nhảy xuống 600 thùng bia thôi mới được các bạn. Đủ rồi, nói chung là đủ rồi các bạn. 600 thùng bia là đủ rồi đấy. Tôi nói vậy thôi anh em, đủ 600 thùng tôi đã bảo với các bạn luôn. Đợi tí tôi ra chứng minh cho anh em thấy điều đấy. Vì sao tôi nói đủ 600 thùng rồi. Ai 20 thùng nữa. Vì nãy tôi thiếu 60 thùng nữa chứ mấy các bạn. Đây đủ, hết đủ 600 thùng bia rồi anh em. Đó. Trời ơi, làm phát kiếm 600 thùng bia ngay xe mới các bạn thấy đỉnh chưa? Một từ rồi anh em, good job mê lề luôn. Đó anh em nào lông dân đâu. Lông dân đâu còn không còn chần chừ gì nữa mà không nhảy xe mới chơi thôi. Đấy vuốt nhẹ. Anh em nhớ nhá, nhớ là tặng bên 100 cục thịt á. Bên đấy tỷ lệ ra nó mới cao. Full. Ok chưa? Full luôn. Đó, ok luôn. Ok luôn chưa các bạn? 90 thùng nữa. 350 luôn anh em, đủ một vòng luôn á, nhưng mà thôi giờ không đủ túi các bạn ạ. Tình hình là vì mình không đủ túi các bạn nha. Chứ đủ túi là tôi cũng chuyển luôn cho anh em xem, nhưng vấn đề hiện tại con đạc này nó không đủ túi các bạn ạ. Đấy. Anh em thấy nó phê chưa? Đấy, cứ bảo xanh đủ lên E5 luôn các bạn. Xem 600 thùng bia server mới cực kỳ đơn giản và dễ dàng, nhưng mà nó đang trong sự kiện mới chơi được anh em vậy nha. Xong ví dụ bây giờ các bạn thiếu form thì phút này tôi chỉ cho các bạn này. Bây giờ form phút anh em kiếm mới dễ nữa. Đây. Ví dụ như bây giờ nha, anh em sẽ đi đổ cho tôi những cái phút này. Báo hiệu danh nghĩa S này. Cái này các bạn không gần tham vào đấy. Anh em đổi cái này này. Đây. Đó, các bạn có xanh thì các bạn đổi cái này. Đó, đổi ngay cái này anh em. Có xanh mà các bạn có tứ hoàng xanh các bạn đổi ngay form đấy về. Xong các bạn muốn đổi A đúng không? Hai form, đủ luôn cho A các bạn. Đấy, ngon lành rồi. Giờ qua cửa hàng thu hoán đổi thì các bạn nào ngay 2 phút 9 này để nâng lên 10 sao này. Đó. Còn đâu thiếu đâu nữa các bạn đổi về. Các bạn thích đổi phút này. Đó, không thì đổi phút đây. Trời ơi. Quá ngon lành cho anh em chơi xe vào mới luôn. Đấy, giờ mà lấy ra khi tứ hoàng xanh cũng đủ không? Để một con chưa đủ anh em, chưa đủ phút để nâng, chưa đủ phút 5 sao nhưng mà đấy. Nói chung là quá ngon lành. Ok anh em chần chừ gì nữa mà không chơi. Ok còn đâu clip này thì test nhân phẩm vậy thôi anh em. Clip tôi xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người clip theo nhá. Cảm ơn mọi người video kênh Trực Từ Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye. Trời ơi kiếm 600 thùng bia dễ quá.